Đặt một củ tỏi vào chỗ này, sau 3 đêm, bạn sẽ đổi vận giàu sang sung sướng, tiền vàng kéo vào âm âm. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, chắc hẳn là quý vị chẳng còn xa lạ gì với củ tỏi, một nguyên liệu nấu ăn không thể thiếu trong căn bếp mỗi gia đình phải không nào? Tuy nhiên trên thực tế, loại củ nhỏ nhưng có vỏ này còn có vô vàn công dụng khác nhau trong phong thủy, tâm linh và cuộc sống. Chẳng vậy mà rất nhiều gia đình giàu có, họ luôn biết tận dụng củ tỏi áp dụng mẹo phong thủy, dùng tỏi đặt vào đúng vị trí này trong nhà để giữ gia đạo luôn bình an, thu hút tài lộc và may mắn. Mẹo phong thủy đơn giản, dễ thực hiện này sẽ được chúng tôi bật mí trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mẹo phong thủy: đặt một nhánh tỏi ở đầu giường hoặc dưới gối. Nhiều người thường xuyên lấy tỏi đặt dưới gối hoặc để trên đầu giường khi ngủ. Hành động này khiến không ít người thắc mắc vì sao người ta phải làm như vậy. Theo quan niệm phong thủy, tâm linh, một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ngủ mộng mị là do khí lạnh, tà khí gây ra. Vào ban đêm, khi con người đi ngủ cũng là lúc âm khí dễ xâm nhập nhất. Tỏi có tính nóng giúp chống lại hơi lạnh. Hơn nữa, ma quỷ rất sợ mùi tỏi nồng này. Chính vì thế, dân gian cho rằng nếu quý vị đặt tỏi ở đầu giường sẽ xua đuổi được tà ma, tránh âm khí ám vần và phá giấc ngủ của chúng ta. Tỏi có thể trị chứng mất ngủ, điều này thậm chí cũng đã được chứng minh dưới góc độ khoa học, sức khỏe. Các chuyên gia chỉ ra rằng trong tỏi có chứa hợp chất allicin, mùi của chất này sẽ làm dịu căng thẳng, khiến người khó ngủ có thể sâu giấc, ngủ ngon hơn. Mùi tỏi nồng còn có thể xua đuổi những loài côn trùng như ruồi muỗi, bọ xít, khiến chúng phải tránh xa không gian ngủ của chúng ta. Như vậy thì quý vị cũng có thể thấy, xét về mặt khoa học, sức khỏe hay phong thủy, tâm linh thì việc đặt tỏi dưới gối cũng có một ý nghĩa nhất định. Quý vị có thể làm theo hoặc không, nhưng sự thật đã chứng minh hầu hết những người thực hiện đều có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu và ít mắc các bệnh về đường hô hấp hơn trước. Tỉnh dậy với năng lượng tốt, tích cực mới có thể làm việc hiệu quả, thu hút phúc khí may mắn nhiều hơn. Ngoài việc đặt tỏi dưới gối giúp ngủ ngon, còn tránh tà khí hơi lạnh xâm nhập, giúp gia chủ bình an, may mắn. Quý vị cũng có thể áp dụng một số mẹo phong thủy khác với tỏi như sau. Thứ nhất, quý vị hãy đặt tỏi lên bàn thờ thần tài thổ địa. Cụ thể khi cúng, tốt nhất là gia chủ nên kèm theo một đĩa tỏi gồm 5 củ tươi nguyên, đẹp mắt, hoặc thậm chí cho cả bó tỏi cũng được. Ông thần tài và ông địa là những bậc thần thánh, sở hữu năng lực có hạn. Các yêu ma quỷ dữ có công phu cao hơn thì ông thần tài và ông địa sẽ bị phá phách, làm tổn hại. Do vậy, tỏi được sử dụng để khiến cho ma quỷ giảm đi công lực một phần nào đó, hoặc làm cho chúng sợ hãi mà bỏ đi, không dám lại gần, xâm phạm ông thần tài và ông địa. Từ đó, thần tài thổ địa sẽ phù trợ giúp cho đường tài vận của gia đình được hanh thông, gia đạo bình an hơn. Thứ hai, khi đến đám tang nghĩa địa hay những nơi lạ nặng âm khí, quý vị nên mang theo một nhánh tỏi dập để hạn chế tối đa tà khí xâm nhập vào cơ thể. Thứ ba, mẹo treo 81 tép tỏi trong nhà hoặc trước cửa. Thực chất thì đây là một mẹo dân gian được ông bà ta áp dụng. Họ tin rằng 81 tép tỏi tượng trưng cho 81 vị thần đang giúp trấn giữ ngôi nhà. Những vị thần này cũng sẽ không cho kẻ nào sử dụng yêu thuật tà ma hay bùa chú vào nhà. Không riêng Việt Nam, người Trung Quốc thời xưa cũng sử dụng tỏi để trừ tà. Họ treo tỏi quanh nhà để ma quỷ không lại gần, phá phách cuộc sống bình yên của họ. Thứ tư, quý vị có thể trừ tà bằng tỏi khi cảm thấy bất an, lạnh gáy. Cụ thể quý vị lấy khăn ướt để lau mặt, sau đó kết hợp dùng tỏi trừ tà bằng cách giã 81 tép tỏi cộng với đồng hành bỏ chung vào trong túi vải mỏng đem theo bên người thì ma quỷ sẽ tránh xa. Ngoài ra, nếu có người bị ma nhập, hãy giã tỏi để vào túi vải mỏng trên đỉnh đầu của người bị đó, hướng dẫn họ hít thật sâu vào và thở ra từ từ, làm liên tục nhiều lần trong một tiếng. Nếu bị nặng thì tập lâu hơn sẽ giúp họ tỉnh táo hơn. Quả thật chúng ta không thể phủ nhận những công dụng của tỏi trong cuộc sống. Tính nóng, vị nồng giúp chống lại hơi lạnh, bảo vệ con người. Còn đối với các mẹo trừ tà, xua đuổi ma quỷ, đây vẫn chỉ là các mẹo lưu truyền trong dân gian. Nhưng ít nhất nó có thể trấn an, tạo niềm tin cho con người, giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi trước các thế lực tâm linh. Tuy nhiên, thay vì lo sợ, quý vị nên sống lương thiện, tu thân tích đức, không tạo nghiệp ác để tâm được bình yên.
Có như vậy mới được hạnh phúc, đón nhận những điều tốt lành trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có người tin vào sự hiện diện của ma quỷ, một số người khác thì không. Thế nhưng niềm tin là một thứ rất khó để lý giải. Thế nếu một ngày nào đó, quý vị cảm thấy lo ngại và cần một sự bảo vệ để bản thân cảm thấy an tâm hơn trước, hiểm họa tâm linh thì có thể mang theo bên người những vật trừ tà được lưu truyền trong dân gian. Bên cạnh tỏi, quý vị có thể áp dụng mẹo phong thủy trừ tà ma khí lạnh với các vật phẩm sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Vật trừ tà được dùng để giải quyết nhu cầu tâm linh cũng như giúp người ta có niềm tin hơn. Theo quan niệm dân gian, nhất là khi trong nhà có việc cần như tang gia, ma chay, quý vị phải đi công tác xa ở nơi xa lạ, nhà nghỉ, khách sạn hoặc đi đêm khuya một mình chẳng hạn. Sau đây là những mẹo vô cùng hữu dụng để giúp quý vị có một lá chắn tâm linh mạnh mẽ khi cần. Đầu tiên, quý vị có thể sử dụng cành dâu tằm trừ tà ma. Dâu tằm cũng là một loài thực vật có linh khí được người Việt Nam chúng ta sử dụng từ ngàn xưa. Nếu trong nhà có trẻ mới sinh, người ta sẽ để dưới gối hoặc bên cạnh của trẻ một cành dâu tằm gọi là roi dâu, có tác dụng ngăn cản những linh hồn xấu đến hại trẻ. Nếu quý vị thường đọc truyện hay xem các bộ phim về tâm linh, quý vị có thể thường xuyên bắt gặp hình ảnh của cành dâu tằm. Nếu một người bị linh hồn theo đuổi, các bậc thầy trừ tà sẽ lấy cành dâu này quất liên tục vào người đó để có thể trục xuất vong hồn tà ma ấy ra khỏi cơ thể. Bùa ngũ sắc là vật phẩm tiếp theo có khả năng trừ tà ma. Ít ai biết rằng khi xưa để giúp trẻ em không bị quấy khóc, không hoảng hốt, sợ sệt, không bị quấy phá bởi linh hồn và hạn chế tối đa bởi các bệnh vặt, cảm mạo, người lớn thường đeo cho trẻ một chiếc bùa ngũ sắc trước ngực. Bên trong bùa ngũ sắc thường có các loại thảo dược bao gồm hồng, na, ớt, khế, hạt mùi, hạt của cây rau mùi có mùi thơm. Tất cả những thứ này phải được phơi khô, cho vào túi và khâu lại bằng chỉ ngũ sắc. Quý vị có thể đeo cho trẻ em vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có tác dụng tâm linh. Đồng thời, mùi thơm từ các loại thảo dược có thể khiến cho các loài côn trùng độc hại, rắn rết tránh xa. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng có thể dùng bùa ngũ sắc để đeo bên người hoặc để ở đầu nằm sẽ có tác dụng tương tự. Tiếp theo là mẹo phong thủy, dùng muối thanh tẩy tà khí. Muối là một loại gia vị không thể thiếu trong gia đình và đây cũng là một vật phẩm sát khí trừ tà rất tốt. Cách này được xem là rất hiệu quả. Nếu quý vị thực hiện đúng các bước làm bát muối phong thủy như sau. Đầu tiên, quý vị chọn một chiếc bát rửa sạch ráo nước rồi đổ muối tinh đầy 3/4 bát. Sau đó quý vị đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát, mặt dương ngửa lên trên. Cho nước vào bát và đặt bát lên một miếng vải lót. Quý vị lưu ý không che miệng bát, không xê dịch. Sau 1 năm, khi đã hoàn thành mục đích hấp thu hết năng lượng tiêu cực trong nhà vào bát nước, quý vị hãy bỏ bát nước đó đi. Muối sẽ giúp quý vị cải thiện phong thủy xấu, bài trừ năng lượng không tốt và làm thanh sạch nguồn khí trong ngôi nhà của chúng ta. Ngoài ra, quý vị lưu ý, nếu muốn thu hút tài lộc, cải thiện khả năng tài chính, quý vị nên đặt bát nước muối ở cung tài lộc phía đông nam ngôi nhà. Còn nếu quý vị muốn sử dụng muối để cải thiện phong thủy về đường sức khỏe, thì đặt ở cung gia đạo hướng đông. Quý vị thân mến, trên đây là những vật phẩm phong thủy có khả năng xua đuổi tà khí, hơi lạnh, giúp con người an tâm hơn đối với các hiện tượng tâm linh trong cuộc sống. Quý vị cũng không nên quá sa đà vào các giải pháp tâm linh dẫn đến mê tín dị đoan. Quan trọng nhất là mỗi người sống thiện lành, hướng đến những điều tốt đẹp để nhận được sự bình yên, tích cực trong tâm hồn. Mẹo phong thủy dùng tỏi xua đuổi tà khí. Thứ nhất, đặt tỏi ở đầu giường hoặc dưới gối, ngăn chặn tà khí, bảo vệ giấc ngủ ngon và sâu hơn. Thứ hai, đặt 5 củ tỏi lên bàn thờ thần tài thổ địa. Thứ ba, mang tỏi bên mình khi đến nghĩa trang đám ma. Thứ tư, treo 81 tép tỏi trong nhà hoặc trước cửa. Phần cuối chương trình là nội dung câu chuyện Tôi sợ vì mẹ chồng không thật thà. Trước khi cưới, hai gia đình ở xa nên tôi không có thời gian và điều kiện tìm hiểu nhà chồng. Sau cưới, chúng tôi ở xa nhà nên lần nào gặp cũng thấy sự nhiệt tình và đầy tình thương mến. Sau này tôi và mẹ chồng hay nói chuyện thân thiết. Chuyện gì tôi cũng kể với bà, còn hơn cả một người bạn thân.
mẹ chồng hay nói chuyện với tôi và kể về cuộc đời khổ sở của bà, rằng bà là nạn nhân, là người tần tảo đáng thương, còn bố chồng vũ phu, ngoại tình, tệ bạc và toàn điều xấu xa. Chị dâu chồng cũng là người không ra gì. Tôi nghe bà kể và rất thương bà, nghĩ rằng khi ở cùng nhau, chỉ cần mình yêu thương bà thật lòng và sống thật tâm là được. Tôi đã bị sốc sau khi ở cùng bà một thời gian, có quá nhiều thứ không như tôi tưởng. Thậm chí tôi còn có định kiến rất không tốt với bà, và có lẽ bà cũng vậy vì sự thẳng tính của tôi. Tôi không biết sống thảo mai hay nịnh nọt người khác, nhưng chồng đối với bố mẹ tôi như thế nào thì tôi cũng đối xử tốt với bố mẹ chồng như thế. Trước giờ, ngay cả khi phải dốc hết hầu bao cho nhà chồng, tôi cũng không mảy may tính toán. Tôi là người sống có ơn phải trả và không làm gì hổ thẹn lương tâm. Tuy nhiên lại có khuyết điểm là suy nghĩ nông cạn hay nóng tính dù cũng nhanh hết giận. Không hiểu sao trong chuyện với mẹ chồng, tôi lại khó mở lòng đến vậy khi muốn hòa hợp lại với bà. Còn bà là người hay nghĩ ngợi theo như bà nói. Thực tế tôi thấy bà nghĩ quẩn thì đúng hơn. Tôi cứ nói một thì bà lại nghĩ thành hai, ba. Toàn những điều không thể tưởng tượng ra khi tôi nói. Vì thế cứ tích lũy rồi xung đột. Bà nói ông bạo lực bà. Giờ tôi thấy bà đang bạo lực tinh thần ông và các con. Có chuyện không vừa ý hay phật lòng, mặt bà lạnh như tiền, không nói chuyện để giải quyết vấn đề. Bà giận con gái chuyện không đâu. Ngày nào chị cũng đến và chào mà bà không thèm thưa. Bà luôn muốn làm nạn nhân trong câu chuyện của mình, người khác mới là người xấu. Càng chiêm nghiệm lâu, tôi lại càng thấy bà không phải người thật thà. Tôi sợ bà. Chưa kể tôi với bà không hòa hợp sẽ rất tai hại. Không chỉ tôi với bà không vui, mà tôi với chồng cũng không còn cảm xúc. Tôi không có cảm xúc vui vẻ gì với bà. Còn bà rất có tâm trạng để nói với chồng tôi rằng tôi xấu. Bà không nói thẳng, nhưng nói kiểu khó nghe về tôi trong chuyện làm việc nhà hay dạy con, khiến tình cảm vợ chồng tôi ngày càng đi xuống. Rồi tâm trạng tôi không tốt cũng ảnh hưởng đến việc dạy con của tôi. Chưa kể tôi còn việc làm ăn mà cứ nhìn mặt bà là không còn tinh thần để làm việc gì khác. Tôi thấy nể phục bố chồng có thể sống với bà trong trạng thái đó bao năm qua. Mới ít hôm, tôi đã không chịu nổi. Bà giận tôi, nhưng không thể phủ nhận rất thương con trai và cháu, nên vẫn ở lại giúp chúng tôi trông con. Tôi là người dĩ hòa vi quý, không thể sống và làm được việc gì nên hồn trong cảnh gia đình căng thẳng, rất muốn làm sao để cả nhà vui vẻ trở lại. Nhiều người sẽ nói cho bà về quê nghỉ ngơi đi là hết. Nhưng tính bà, tôi đã hiểu rồi. Bà chấp ai là chấp đến hết đời. Sau này cho con về quê chơi cũng không còn vui vẻ, thoải mái. Trong khi tôi không thích điều đó. Tuy nhiên khi ở bên ngoài, tôi rất có tinh thần để về nói chuyện vui vẻ với bà. Vậy mà về thấy mặt bà lạnh tanh là bản thân không còn chút cảm xúc nào để nói chuyện vui vẻ. Tôi cảm thấy bất lực với mình, vì chính tôi cũng biết khi mình không ưa ai thì chỉ nhìn vào điều không tốt của họ, sẽ chỉ thấy càng ngày càng xấu. Giờ tôi muốn nhìn vào điều tốt và tích cực thì những điều xấu lại bao phủ tâm trí. Có lẽ tôi định kiến với bà, nhưng quá nông cạn để tìm cách thoát ra. Tôi từng nói chuyện với chồng, nhưng không gặp được tiếng nói chung vì chồng quan niệm cha mẹ luôn đúng. Có thể khi tôi ở cùng mẹ cũng nghĩ vậy. Nhưng với người đã phân biệt tôi với con gái ruột thì quá khó để tôi nghĩ giống chồng mình. Đành nhờ quý vị tư vấn giúp tôi. Người ta nói, đàn bà nhỏ mọn, chấp vặt. Khi có chuyện gì là do người vợ không biết cách sống và ứng xử với mẹ chồng mà ra. Anh rể chồng tôi cũng chẳng sống nổi với mẹ chồng tôi được mấy ngày mà phải lôi chị chồng ra ngoài thuê nhà. Trong khi anh chị mới cưới còn khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ với tôi.